Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành công thương lần thứ 2 năm 2023. Tiếp nối thành công của cuộc thi bảo vệ môi trường ngành công thương tổ chức lần đầu vào năm 2016, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động cuộc thi bảo vệ môi trường ngành công thương lần thứ 2 để tổng kết những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lan tỏa tôn vinh những kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến, góp ý hữu ích, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường ngành công thương thông qua các tác phẩm báo chí, truyền thông. Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 202 tác phẩm, nhóm tác phẩm dự thi của phóng viên, nhà báo từ nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương, các chuyên gia kinh tế, môi trường, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước. Các tác phẩm báo chí dự thi lần này khá đa dạng về ngoại hình, chất lượng khá đồng đều. Nội dung tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường nói chung và của ngành công thương nói riêng. Biểu dương các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường của ngành. Sau vòng sơ loại và 2 vòng chấm sơ khảo, trung khảo, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, Ban tổ chức đã chọn ra được 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích. Đại diện Ban tổ chức cho biết, sắp tới Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức giải báo chí về bảo vệ môi trường ngành công thương lần thứ 3, với thời gian dài hơn, tăng số lượng giải thưởng. Theo đó, Ban tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi là các tác phẩm được đăng tải từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 7 năm 2024.